cái làn da mà đang xài cái thuốc mụn mà nó hơi mỏng da nha mọi người, da khá là yếu. Mình quay sơ cái làn da cho mọi người xem. Khi mà chấm cái thuốc mụn nó lên, nó sẽ xuất hiện mấy cái nốt mụn trắng trắng, đỏ trắng như thế này ha mọi người. Thì nó gom cái nhân mụn lên đó, nhưng mà thường là những cái đó là mình chỉ chấm lên cái vùng nào có mụn thôi, để cho nó gom ngay cục mụn đó thôi. Và cái mật độ mụn ít á, thì mọi người thoa được, cái mụn mà mọi người nhiều á, cứ thoa như vậy da mình nó sẽ rất là yếu. Cái đó chỉ chấm lên những cái vùng nào mà da mình nó có những cái nhân mụn ẩn ẩn thôi. Và với mật độ mụn ít á, thì mọi người xài được, nhưng mà nhiều quá thì mọi người xài hết mặt thì da mình nó không chịu nổi đâu nha mọi người. Với lại khi mà xài cái thuốc mụn á, thì mình phải có dưỡng chất để phục hồi da vô, chứ mình không có gì để phục hồi da, nó cứ bào mỏng 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 á, thì nó không có dinh dưỡng để nuôi da nên mình sẽ rất là yếu. Dạ, em không có chỗ mụn. Sao cái mọc nó vẫn yếu cái mụn mấy da khác? Em lên đây luôn chưa? Em á chị. Dạ em mới lên luôn. Ở đây luôn hay là còn đi về nữa? Em ở đây luôn. Quê đâu nè? Bến Tre. Da nó mỏng dính. Em có xài cái gì khác cái đấy không? Dạ không chị. Trước đây em có xài cái gì không? Trước người ta cũng cái em đi da liễu bên bác sĩ Ánh đưa cái thuốc tiếp thuốc mỡ gì. Em mới biết chị đây đúng không? Dạ đúng rồi. Này biết chị sớm da không yếu cái gì đâu. Uống thuốc quá trời uống. Mà từ sau da em cải thiện rồi, không có bị gì vậy nữa là hứa luôn á. Thôi dưỡng đưa lên rồi. Bình thường em kia nắng nhiều không? Dạ không, em ở trong nhà đâu. Ok ok gì không? Nó mẹo cổ. Sao tối không sao pin đi chạy? Đâu có yếu pin đâu. Chứ hôm qua nó còn bị vậy à?